Người vợ tá giá vẫn dành 27 năm để minh oan cho chồng cũ. Tại làng Trương Gia, huyện Tiến Hiền, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, có hai vợ chồng là Trương Ngọc Hoàng, 26 tuổi, làm nghề thợ mộc. Vợ là Tống Tiểu Nữ. Cả hai lần lượt có với nhau hai cậu con trai khỏe mạnh, xinh xắn. Gia đình bốn người sống với nhau rất ấm êm, hạnh phúc. Cho đến ngày 24 tháng 10 năm 1993, người ta phát hiện ra hai thi thể của hai em bé được vớt lên từ một hồ nước. Khám nghiệm pháp y khi đó đưa ra kết luận hai bé bị bóp cổ đến chết và hung thủ được xác định là người hàng xóm Trương Ngọc Hoàng. Vào tháng 1 năm 1995, anh bị kết án tử hình nhưng sau đó đã được giảm xuống tù chung thân. Từ ngày chồng bị bắt, người vợ Tiểu Nữ chịu không ít lời gièm pha, cay nghiệt của hàng xóm xung quanh. Gia đình của nạn nhân thường tìm đến cô để trút giận. Họ tìm tới nhà của tôi rồi cướp hết thức ăn, còn ném đá vào đầu tôi, Tiểu Nữ nhớ lại. Nhưng dẫu ai có nói gì, trong thâm tâm của một người vợ, cô tin chồng mình là người tốt và đây là vụ án oan. Từ đó, người vợ quyết tâm lập kế hoạch đi minh oan cho chồng. Lúc bấy giờ ngồi trong tù, anh Hoàng gần như tuyệt vọng, không ít lần anh có ý định tự sát. Nhưng nhờ vợ liên tục động viên, anh mới có động lực sống tiếp. Nếu anh chết, gia đình sẽ luôn sống trong bóng tối và mang danh người nhà kẻ giết người. Chỉ khi anh còn sống, anh mới có hy vọng minh oan cho chính mình. Năm 1994, Tiểu Nữ gửi hai con trai ở quê cho mẹ chồng chăm sóc, một mình đến thăm quyến rửa bát thuê kiếm tiền nuôi con, đồng thời cũng không quên đi tìm công lý cho chồng. Nhưng việc kêu oan vô cùng gian nan. Tiểu Nữ muốn thuê luật sư, nhưng phải cần rất nhiều tiền. Sau này một người quen đã mách cô có thể viết đơn khiếu nại, nhưng ngay cả viết lá đơn cũng không dễ dàng vì cô không biết nhiều chữ. Tiểu Nữ phải mua một quyển từ điển về để dò từng chữ và phải mất đến vài ngày cô mới hoàn thành xong một mặt giấy. Từ đó mà một lá thư, rồi đến hàng chục lá thư được gửi đi, nhưng không có một lá thư nào nhận được hồi âm. Suốt nhiều năm đi khắp nơi kêu oan cho chồng, tiêu tốn không ít tiền của nhưng vẫn không được gì. Bất lực và đau khổ, cô từng gào khóc và tức giận nói rằng: "Thả Trương Ngọc Hoàng ra, hãy để tôi vào thay thế anh ấy." Cứ thế 6 năm trôi qua, Tiểu Nữ bỗng phát hiện mình mắc khối u cần được phẫu thuật. Cô suy sụp và lo sợ rằng các con còn nhỏ mà không có mẹ. Cả tâm nguyện cuối cùng là minh oan cho chồng vẫn chưa thành. Cũng thời gian này, em trai Tiểu Nữ có giới thiệu cho chị gái một người đàn ông tốt bụng tên là Vu Quốc Khánh. Người đàn ông này cũng có một đời vợ và một đứa con, nhưng vợ anh đã không may qua đời do ung thư máu. Vì con, cô chấp nhận tái giá với anh, và phần vì thấy anh là người tốt. Nhưng trước khi cả hai đến với hôn nhân vào năm 1999, cô yêu cầu chồng mới phải hứa với mình ba điều. Một là phải yêu thương cả con riêng của cô. Hai là phải để cô đi thăm chồng cũ bất cứ lúc nào. Ba là để cô được chăm sóc mẹ chồng của mình. Vu Quốc Khánh khi đó đã đồng ý. Cô cũng nói với người chồng mới rằng: "Tử cung em có khối u, không biết phẫu thuật thành công không. Em mong anh đối xử tốt với hai con trai của em nếu em qua đời, vì chúng đã quá bất hạnh rồi." Cô cũng nói rõ yêu cầu này không phải vì bản thân cô, mà vì chính những đứa con. Cô mong người chồng mới hiểu rằng một khi cô đã gả vào nhà anh thì chính là vợ anh, cô sẽ không phản bội lời hứa đó. Nhưng cái nghĩa với chồng cũ cô không thể quên được, vì tôi không tìm chồng mà tìm bố cho hai con trai mình. Trước khi kết hôn, Tiểu Nữ cũng đến thăm chồng cũ trong tù và thông báo với anh rằng cô sẽ tái hôn vì các con. Cô nói trong nước mắt: "Em sẽ không bao giờ quên anh." Người chồng dù rất đau đớn nhưng vẫn đồng ý ly hôn vợ. Quả thật trong 20 năm chung sống với người chồng mới, người đàn ông này vô cùng yêu thương và tôn trọng cô. Anh đã nuôi nấng, tìm việc và lập gia đình cho cả hai người con trai của cô. Điều này khiến Tiểu Nữ vô cùng cảm động. Anh ấy cho tôi sự bao dung, tin tưởng, quan tâm và tình yêu thương. Cuối cùng với sự giúp đỡ của người anh cả chồng là Trương Văn Cường, cùng một số luật sư và báo chí, ngày 9 tháng 7 năm 2020, Tòa án cấp cao tỉnh Giang Tây đã xét xử lại vụ án và tuyên trắng án cho Trương Ngọc Hoàng. Đến tháng 8 năm 2020, Trương Ngọc Hoàng chính thức được thả tự do. Lúc này anh đã 53 tuổi, được xếp vào vụ án oan lâu nhất Trung Quốc. Nhận tiền bồi thường là 5 triệu nhân dân tệ, Tống Tiểu Nữ khi đó đã tức tốc chạy đến Giang Tây, gặp lại chồng sau 27 năm chờ đợi. Khoảnh khắc nhìn thấy chồng cũ bước ra khỏi cửa trại giam, cô xúc động đến mức ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu. Cô cho biết mình rất muốn được ôm chồng cũ, nhưng khi cả hai gặp nhau cô đã không làm vậy. Hai người chỉ xúc động nắm lấy tay nhau thật chặt. Tiểu Nữ cho biết: "Tôi đã suy nghĩ về cái ôm này trong nhiều năm. Từ khi anh ấy đi, tôi luôn muốn ôm anh ấy." Còn Ngọc Hoàng thì chỉ cười buồn: "Tôi sợ cô ấy quá xúc động, ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngay cả một cái ôm đơn giản nhất giờ cũng trở thành xa xỉ." Ngày hôm đó, cô đã mua cho chồng cũ một chiếc điện thoại di động.
Đồng thời cô đưa các con về ở cùng Ngọc Hoàng để cha con đoàn tụ. Phần nhiều cô cũng muốn anh được tận hưởng cảm giác gia đình. Tiểu nữ cho biết, Trương Ngọc Hoàng, anh ấy đã đối với tôi rất tốt. Tôi sẵn sàng chịu khổ vì anh ấy. Nhưng cô cho biết sẽ không bao giờ quay lại với anh, mà sẽ toàn tâm toàn ý sống bên người hiện tại đến suốt đời. Cô muốn yêu thương người chồng hiện tại gấp bội. Anh ấy đã vì ba mẹ con tôi mà hy sinh quá nhiều. Mặc dù vậy, Trương Ngọc Hoàng cũng không oán trách vợ. Anh chia sẻ, cô ấy phải về lại Phúc Kiến, dù sao cô ấy cũng đã kết hôn. Có lẽ với tiểu nữ, người cô thực sự dành tình yêu là chồng cũ, nhưng người cô mang ơn cả đời lại là người chồng hiện tại. Hiếm có người đàn ông nào chấp nhận hy sinh vô điều kiện như anh. Chính vì điều này, dù Ngọc Hoàng vẫn còn rất yêu thương vợ, cũng vẫn mỉm cười mà chúc phúc cho hai người.